tổ sư nhà nó hôm qua lúc về đêm 8-9 giờ đêm nạp vào đánh phát nào đi phát đó là sao ta? Lâu lâu cứ bị một hồi như vậy, chịu không nổi. Mà hôm qua lại nạp ra nạp vào mấy lần cơ, ăn rồi rút mấy lần cơ. Mà đâm ra hôm qua lại chưa có sự kiện, nay là bắt đầu là mới bắt đầu tối hôm qua 2-3 giờ tối hôm qua đến giờ là mới có sự kiện hoàn trả đây. Vào lại bầu cua mà sục thôi. Lại sóc nhiều quá không chán. Sóc nhiều quá giống kiểu như bị theo dõi hay sao ấy, mọi người ạ. Đúng cái kiểu là hôm qua là đúng kiểu như là bọn hay nói là bảo đúng đánh nhau không trượt pha nào luôn. Vào mà đánh đánh đến mức độ mà nạp đến 5-7 mét mà đánh không lên được một tí gì, không lên được một đồng nào, đánh phát đầu vào là tụt 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 rồi cuối cùng lên lại 5-6 mét, 5-6 mét không lại được vững luôn. Lại nạp lần sau cứ cậy bảo là cầu kèo rồi là quen quen rồi cứ nạp vào. Không thể chơi nổi. Tóm lại là hôm qua kiểu gì không hiểu sao không 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 thể chơi nổi. Nghĩ nó a cay. Má thằng Big Boss đây bữa nay đang đang bóp người chơi vãi ra, hay có ai chơi thắng được Big Boss bữa nay đâu mà mình chơi mình thấy khiếp luôn đấy. Cho ông kia mượn nick đánh bữa nay cũng bắt đầu mò ra đảo rồi, lại đúng cuộc sống. Tức cười lắm. Nghe tập trung vào đánh bớt nói đi chứ. Nay mà toang nữa thì đúng kiểu chắc phải đi làm nghiên cứu mà. Quả quả kèo mà làm ca vé được thôi. Số nó nhỏ. Mẹ nó không ra sao cả. Mà đụng vào mấy quả kèo này đúng là ngày lúc giờ khóc giờ cười thật. Sáng ra mặt đang kênh kênh lên đến chiều không còn một xu, không còn một đồng hút thuốc. Nay nay ngồi cùng mấy ông bạn lờ tô lê tô xong lọ cu vét đã có hiện tượng bình luận là mẹ thấy thuốc ta còn không có tiền mà hút, nó nhanh thật chán đời. Với lại khái là cái này là mình đánh nãy giờ là mình đánh lâu rồi, mình đánh tương đối là lâu rồi đấy. Nạp 15 mét cơ mà. Cho nên là bảo hôm nay nếu mà ra đi thì chắc khả năng là nghiên cứu quả kèo làm ca ven được. Ông nào có đăng ký chân thì chuẩn bị đăng ký sớm. Tôi chỉ mỗi cho mà làm. Mày uy tín luôn đi. Cụ chúng nó. Mày nghĩ nó tức cười thật. Mẹ muốn sốt luôn là biết rồi. Hôm nay này, hôm nay là bắt đầu là nay ban ngày, hôm nay ai đánh là có sự kiện hoàn trả. Nhưng mà thật ra đánh như mình thì sự kiện hoàn trả đấy, chẳng ăn thua. Ai đánh bé bé mà rình được thì đánh vào mà xem sự kiện hoàn trả, cứ nạp ra rút vào. Đánh cẩn thận. Chứ còn đánh tầm cỡ như mình thì mẹ nuốt nốt rồi. Tình trạng này đéo được rồi. Bọn cả bọn cao win này hôm nay cũng đéo được rồi. Nó không xách mình đi nốt rồi. Đảo đó là cái gì? Mẹ. Chó. Mẹ là đánh đúng đúng kiểu như là ông bạn ông comment đấy. 6-7 ngày rình đến ngày thứ 8 là tạp một phát một đi. Cứ 6-7 ngày, 6-7 ngày mỗi ngày vào kiếm cỡ mét. Ngày kiếm cỡ mét ngon lành lắm. Ngày thứ 8 độc có vào có dính một giây giống kiểu như là kiểu nó cài hay sao á. Cũng có khả năng là nó cài. Nó bập phát ngày thứ 8 lại không còn một xu.
Đấy, đúng là nhọ. Đến hôm nay đánh đây này 15 mét mà nãy giờ mà đánh cứ tụt xong rồi lên, tụt xong rồi lên này. May mà quả lúc nãy mà nó còn lên bầu cho, chứ không lên bầu cho thì coi như là cũng thôi cũng tiến. Mẹ qua này thua mà nghĩ. Qua này thua mà nghĩ cái cảnh nó buồn cười lắm. Mấy ông kêu ca với nhau. Mà có cái thằng nào, có thằng mà comment, anh em comment là mình rất là vui. Vào comment tào lao với nhau rất là vui. Có nhiều người, có một bạn là nói rất là có lý, comment nhiều mà nói rất là có lý luôn. Anh em nên xem theo đấy mà học hỏi cái kinh nghiệm để mà né đi. Còn có một thằng nào á, nói đúng ra tôi không muốn sân si ba cái vụ này kia. Nó không muốn sân si gì đâu. Nhưng mà bảo thua sao mày không đưa lên. Đã bảo rồi khổ quá, thua lại ai có tâm trí đâu mà đi đăng lên làm gì nữa. Với lại người ta đang kêu gọi, mẹ đang kêu gọi mà xem có ai đánh theo đại lý, mẹ người ta đang kiếm đồng mà. Mẹ ông lại bảo người ta thua mà đăng lên, đéo ai dám tải theo đại lý của tôi. Nói cho vuông vắn ra là vậy. Còn các ông cứ nghĩ nhá, anh em cứ nghĩ nha, những anh em nào mà trước giờ ấy theo dõi mình ấy, trung thành, tức là không phải trung thành nhưng mà ý là để ý mình ấy trước giờ đấy, có gì nói thẳng toẹt ra. Mày làm gì có ông nào mà lên đây mà mày cho không nhau cái gì đâu, đúng không? Người ta phải có mục đích của người ta, người ta phải có được cái gì đó. Trong khi đó ấy, cùng là một người giới thiệu quảng cáo, nhưng mà ông quảng cáo như thế nào? Ông quảng cáo có tâm hay là ông quảng cáo là theo một cái kiểu là bố lô xua, là ABC, là chỉ dụ dỗ các ông vào, các ông đánh, các ông để mà kiếm tiền hoa hồng. Cái vấn đề đây ai chả làm được, các ông làm được mà. Chia sẻ link, hội nhóm các thứ, người ta tải theo link mình để đánh để kiếm mấy đồng hoa hồng. Ai chả làm được. Nhưng mà căn bản là có làm hay không. Đó, mãi nãy giờ là nó mới hên hên cho được một số ván cơ bản. Giống kiểu như là mình đánh một mình sóc hay là một mình siêu xe một thời gian dài ấy, là kiểu như là mình cứ vào đấy là chết, cứ vào đấy là chết. Nên cái bầu cua này thật ra không muốn chơi đâu, nhưng mà thôi, vào đây cố rình xem thế nào. Kiếm kiếm được vài mét rồi nghỉ thôi. Đáng lẽ là nghỉ lâu rồi đó, nếu mà cả như bình thường thì nghỉ lâu đó. Nhưng mà do là chưa lôi lại được, so với hôm qua thua là chưa lại được cái gì hết á. Chứ ăn thua gì. Anh em cứ xác định đi. Chẳng có ai cho ai không cái gì đâu. Cùng là công việc với nhau, cùng là làm việc, nhưng mà ai nhắm chừng xem tâm can của người ta như thế nào. Có người người ta ấy, thấy vậy ấy, xong ai mà kêu bảo là ai đánh mà thua nhiều quá thì kêu là thua nhiều quá ấy, thôi thì đấy vào đánh cho em là người ta hốt ngay à. Còn như tôi từ chối. Nói chung là từ chối thẳng. Tại vì tôi cũng như các ông là trận thua trận thắng. Thua ác luôn đấy chứ. Căng chưa? Đó. Rồi đến đây rồi nghỉ thôi. Thôi tình trạng là ông muốn nói chuyện với anh em nhiều lắm nhưng mà thôi, nó lên được tí như vậy nghỉ thôi. Không dây dưa nhiều là hỏng á, hỏng người á.